chào các bạn, rất vui này được gặp các bạn ở cuốn video tiếp theo này, thì cũng như cái video lần trước tập 3 thì mình đã tâm sự đến cuộc đời của mình đi bộ đội, ước nguyện là đi bộ đội để và được chuyển ngành, không phải về làm ruộng. Thì nhiều khi cứ ở đơn vị cũng hay tâm sự với các chị em, các đồng chí đồng nghiệp ở bộ đội về cái cảnh nông thôn làm ruộng của mình ấy. Lại còn khi ở nhà là ngày xưa học cái gì làm gì cũng có cái bàn với cái chẳng kỹ, nhưng mà không ngồi học lại cứ nằm phủ phục ấy, đắp chiếu. Thế là khi mà mình ngủ gật thì cái đèn nó mới đổ, nó chiếu nó đập vào cái đèn nó đổ, nó mới cháy cái quyển sách của mình. Thế mình mới sợ, mình mang mình dúi vào cái mái tranh nhà đằng sau. Thế đến lúc nhà mình mới dỡ ra để lập lại nhà thì bố mình mới thấy, bố mình kêu rời lên: "Úi dồi bà ơi, nhà nào người nào nó thù nhà mình, nó đốt nhà nhà mình." Mà lúc ấy mình sợ, mình không dám nhận tội với bố, mà cho đến bây giờ thì bố vẫn cũng không biết là ngày xưa là mình để như thế. Thì rồi đi học thì sợ ma, tối không ăn cơm, thế là mẹ lại cứ mang cơm, mà xách cơm với cái đèn dầu mang đi cho con ăn. Thế mà mẹ mình chiều con lắm, thương con lắm. Nhà là làm ruộng thì ngày xưa cứ cái đèn Hoa Kỳ chứ làm gì có đèn, làm gì có điện, mà cứ một mình cứ lọ mọ, hôm nay xay thóc, ngày mai giã gạo, chẳng bắt con cái làm gì cả, cứ lọ mọ đến 3-4 giờ đêm mới đi ngủ, ai cả làng ai người ta cũng kêu. Thế mà thì đến lúc mình đi bộ đội rồi thì ở trong ấy mang tiếng thời bình, nhưng mà nó vẫn cái thông tin đại chúng, phương tiện nó vẫn không được nhanh. Nhiều khi viết thư về đến 2-3 tháng chưa đến nhà. Thế là chả hiểu tại sao mẹ mình đi làm thì ở làng thì tự nhiên người ta lại đồn là mình bị sốt rét ác tính, mẹ mình chết. Thế là mẹ mình đang đi cấy khóc chu chéo này đi về, kêu là cái Khánh nhà tôi nó bị sốt rét ác tính, nó chết rồi. Mà công nhận ngày xưa thì ở cái nơi mình ở là cũng các bạn đồng nghiệp là cũng hay bị sốt rét ác tính lắm, nhưng mà mình không bị. May mắn là mình không bị. Thì ở đấy mấy năm thì về sau này thì mình ở đơn vị thì mình cũng khéo tay, mình cũng hay cắt quần cắt áo khâu cho các đồng chí đồng đội. Thế là người ta nghĩ là mình biết nghề may, thì ở trên trung đoàn là có một cái máy khâu, nhưng mà cái anh ấy, người Hải Phòng anh ấy làm thì cấp trên ấy là người ta cứ quan niệm là nữ làm may thì hay hơn, thế là cho mình lên mình làm. Và mình cũng liều thật, chưa bao giờ ngồi vào cái máy khâu, thế mà dám ngồi vào, xong rồi cũng học làm rồi làm gãy mấy cái kim, nhưng mà sau là cũng thành thợ giỏi. Một mình phục vụ cho cả trung đoàn 30 đơn vị. Thế rồi thế còn những cái các cái đồng chí ở dưới đơn vị thì phải phát nương phát rẫy, trồng ngô trồng lúa, không được nhàn như mình. Thì ở đấy mấy năm thì về sau này là cũng có một số đi vào cung tum. Thì mình thấy mấy cái anh chính trị viên đại đội trưởng ấy bàn nhau bảo là cho mình về, chứ vào đấy thì sợ mình thấy mình gầy thì sợ vào mình ốm mình chết, nên là mình khóc mình không về. Nhưng mà về sau này thì người ta cũng thôi, người ta cũng một số vào trong cái thôi, còn một số ở ngoài này thì lại thành lập đơn vị mới chứ cũng không vào hết. Thì khi mà ở đơn vị ấy, thì người yêu đến thăm xong rồi mình còn móc một cái gối rất là đẹp, mình thêu một bên là miền Tây, một bên là Trường Sơn, còn là giữa thì ngày tháng năm. Thế mình tặng anh cái gối, chẳng biết bây giờ anh còn giữ không. Thế mà tình yêu trẻ con mà cũng là mối tình đầu ấy, chẳng bao giờ quên. Thế mà nói chung là thế rồi
ở bao nhiêu năm bộ đội đấy thì đến lúc anh ấy về phục viên thì mình cũng đen lại phải lại về phục viên chứ không được về chuyển ngành. Thì những cái đồng chí đồng đội ở đơn vị thì người ta lại được về chuyển ngành đi làm, phải đi bán hàng mậu dịch viên công công bách hóa công phải sợ. Thế mình lại phải về phục viên, cũng rồi ôi nó cái buồn nẫu ruột, và thế là số, thế là lại khổ rồi lại về làm ruộng. Thì may mắn làm sao mà mình lúc nào cũng có quý nhân phù trợ, thì lại có một cái chú ấy làm ở ban thanh tra của công ty bách hóa bông vải sợi. Thì chú ấy bảo chú ấy nhận làm con nuôi ông chú mình, thì chơi với con ông chú mình. Thế là chú ấy xin cho mình vào cái cửa hàng may đo của công ty bách hóa. Thì cái cửa hàng ấy có khoảng 20 công nhân. Thì sau này về thì xin, thì trong khi chờ đợi thì mình ở nhà 1 năm. Thì người yêu mình khi mà về phục viên rồi thì lại nghe tin người yêu mình lại thích cái con ông chú mình ở nhà. Thế là mình về mình nghe thế, thế là mình tự ái mình bỏ. Thì sau anh ấy lại bạn anh ấy cùng đơn vị giới thiệu anh ấy lấy vợ. Thì anh lấy vợ, thế còn mình thì chờ xin việc 1 năm ở nhà. Thì khi mà anh ấy cưới vợ thì em anh mời mình nhưng mà mình không đi, nhưng mà mình cũng buồn lắm. Thế cái ngày mà anh ấy cưới thì mình đến nhà cái cô cùng đơn vị mình nằm ở đấy 1 ngày. Thế thì sau ở làng ai người ta cũng bảo là nó lấy vợ rồi thì mình lấy chồng đi, mà thật ra thì lúc đấy mình cũng làm gì có người yêu. Thì cũng cứ ở nhà chờ đợi đi công nhân, rồi sau này thì mình cũng 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 được đi công nhân. Thì mỗi 1 lần cứ cuối tuần về thì mẹ lại thở ngắn than dài, lại chúng bằng tuổi chúng nó có chồng có con hết rồi, mình chẳng chó nào nó lấy, mà mẹ mình làm mình sốt hết cả ruột ra. Thế cuối cùng thì cũng có một anh thợ cắt, anh ấy ở gần nhà ông chồng cũ mình ấy, anh ấy giới thiệu. Thì đúng là vợ chồng thì nó cũng là cái duyên số. Thật ra thì anh ấy cũng chẳng yêu mình mà mình cũng chẳng yêu anh ấy, nhưng mà mẹ anh ấy cũng thích mình. Thế rồi anh ấy cũng có 1 lần vợ. Thì lúc ấy cũng trước đấy thì cũng có mấy người, nhưng mà mình lại chê được cái nghề thợ mộc mình không lấy, nhưng đúng cái số mình lại lấy chồng thợ mộc. Thì anh ấy có 1 đời vợ rồi thì mình bảo mình không thích. Thì những cái các chị mà cùng cơ quan thì các chị cứ bảo là có mà kệ, bây giờ bảo là mẹ anh ấy ghê gớm lắm. Thì các chị cứ bảo là mẹ nó ghê gớm nhưng mà mẹ nó thích mình, biết đâu đến mình thì lại không bị, mà nhà lại còn có nhà riêng rồi ở phố, thế có bà thì sau này có con bà trông trông cháu cho. Thế là mình nghe mình xuôi tai thì mình ưng. Thì cũng quen nhau một thời gian ngắn thì cũng chẳng anh cũng chẳng hỏi là yêu hay không, mà cũng cứ thỉnh thoảng gặp nhau thôi. Thì anh ấy thấy mình cũng im im thì là mẹ anh ấy là lên nhà hỏi mình và cưới. Thì nói chung là nói đến cái chuyện cưới của mình thì buồn lắm. Thì đám cưới cái ngày đấy giờ thì mẹ anh ấy không cho mình mặc áo dài, mà cái bộ quần áo cưới cũng không có, mình phải đi mượn của cái chị cùng công ty. Thế mà thôi cái clip này mình tạm dừng tại đây nhé, hẹn gặp các bạn clip sau nhé. Mình chào chào các bạn, suýt.